Xin chào các bạn, hôm nay mình lại quay trở lại đây và trò chuyện với các bạn một chút nữa về cái chủ đề là làm cách nào để vượt qua những cơn đau. Thì đau là một cái trở ngại rất là lớn trong cái quá trình niềng răng mà bắt buộc mình hay các bạn đều phải cố gắng vượt qua. Mỗi người thì đều có một cái cách nào đấy để mà vượt qua những cái cơn đau này. Cái đau trong quá trình chỉnh nhai nó có thể đến đầu tiên là trong cái quá trình mà đặt chuông tách khe này, tiếp đến nữa là bị cái phần sắc nhọn của mắc cài dây cung chọc vào môi má này, sau đấy là nong hàm, sau đấy rồi lại cấy vít này, nhổ răng này, rất là nhiều. Thì chúng ta bắt buộc phải vượt qua lần lượt từng vấn đề như vậy. Thì đầu tiên ạ, cách đầu tiên mà chúng ta có thể vượt qua cơn đau đấy chính là sử dụng thuốc tê bôi. Bạn nên mua một lọ thuốc tê bôi. Tê bôi thì nó có hai dạng, đấy là dạng xịt hoặc là dạng gel. Xịt thì nó hơi đắng một chút, còn loại gel thì nó sẽ có nhiều hương vị của trái cây, ví dụ như thế này. Đây là một lọ thuốc tê bôi có hương vị dâu mà mình rất là thích, cho nên mình luôn để sẵn nó ở trong ba lô. Cái thuốc tê bôi này thì nó có cái thời hạn sử dụng là đến 5 năm cơ. Cho nên chỉ cần mua một lọ thôi, bạn cũng có thể sử dụng được trong cả cái quá trình chỉnh nha của mình. Giá của mỗi cái lọ tê bôi này thì nó dao động trong khoảng 150 đến 200 nghìn. Các bạn có thể nhờ nha khoa nơi mình thực hiện chỉnh nha mua cho bạn, hoặc bạn cũng có thể là search trên mạng những cái cửa hàng mà bán những cái vật liệu dùng trong nha khoa chẳng hạn. Và tốt nhất thì các bạn nên mua những cái lọ thuốc của Pháp hoặc là Mỹ, là những cái nước mà có cái kiểm định về đầu ra của thuốc nó rất là gắt gao, thì như thế mình sử dụng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Và cái cách sử dụng cái tê bôi này thì mình có thể dùng một cây tăng bông, mình chấm nó và cho trực tiếp vào những cái vị trí mà mình đang đau, đang bị xây xát. Và để mà cái thuốc này nó đưa đến cái tác dụng tốt nhất thì mình nên làm khô cái vết thương của mình trước bằng cái cách là bôi bông vào đấy hoặc là ngồi trước quạt. Và mẹo thứ hai ạ, để mà bước qua cơn đau thì bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau, ví dụ như loại này mình hay dùng. Thuốc giảm đau thì nó có tác dụng là lâu hơn, nhiều hơn so với thuốc tê bôi. Thường thì sau khi mà dùng cái thuốc này thì cảm giác của mình nó hơi hưng phấn hơn một chút xíu. Mình uống nó sau khi mà mình đi nhổ răng về này, hay là sau mình khi mình đi cắm vít về, thì những lúc ấy mình hơi đau nhiều một chút thì mình mới dùng đến những cái loại này. Mẹo thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng một thứ tiếp theo, đó chính là sáp nha khoa, để giảm thiểu những cái cơn đau khi mà do mắc cài hay là dây cung nhọn đâm vào vùng môi má gây xước. Đây, sáp nha khoa nó như thế này. Các bạn có thể hỏi tại nha khoa của mình chỉnh nha, hoặc cũng có thể mua ngoài. Ở những cái vị trí mà mắc cài sắc nhọn hay dây cung nó nhọn ra ấy, bạn có thể lấy một ít cái sáp này và bù vào những cái vị trí đấy. Thì khi đấy thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ngoài cái sáp nha khoa thì các bạn cũng có thể sử dụng silicon chuyên dụng trong nha khoa, nhưng mà cái loại này thì nó hơi đắt hơn một chút. Hoặc đơn giản nữa thì bạn có thể là nhai một cái kẹo cao su và bù vào những vị trí sắc nhọn bằng cái bã cao su đấy, cũng rất là nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ bước qua cái vấn đề thứ tư để giảm thiểu những cơn đau, đấy chính là ngậm nước lạnh. Rất là đơn giản, khi mà bạn đau bạn có thể ngậm một ít nước lạnh cho vào trong miệng, thì khi đấy cảm giác nó sẽ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu như bạn có cảm giác ê bút nhiều thì bạn đừng nên dùng nước quá lạnh, vừa phải hơn một chút thôi. Và bạn có thích ăn sữa chua không ạ? Sữa chua thì nó hơi mát và nó cũng làm dịu đi những cái cơn đau của bạn. Tuy nhiên thì trong sữa chua nó khá là nhiều đường, cho nên bạn nhớ là vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận sau khi ăn để phòng ngừa sâu răng nhé. Mẹo thứ năm để vượt qua những cơn đau, đấy chính là bạn nên vệ sinh răng miệng thật kỹ để phòng ngừa những cái vấn đề về viêm lợi. Khi mà bạn trong miệng bạn có rất là nhiều khí cụ chằng chịt như vậy thì mình cần hỗ trợ từ những cái khí cụ như là bàn chải kẽ này, chỉ tơ này, hay là máy tăm nước, để việc vệ sinh nó được dễ dàng hơn và sạch sẽ hơn. Nếu như bạn gặp phải cái vấn đề viêm lợi thì bạn sẽ bị đau rất là nhiều, đấy là chắc chắn rồi. Ngoài những cái vấn đề đấy thì mình có thể sử dụng thêm nước muối ấm để mình ngậm vào buổi tối hay là buổi sáng gì đấy.
mình sẽ mua một cái lọ nước muối ở tiệm thuốc chẳng hạn, đơn giá nó chỉ từ 5 đến 10 nghìn thôi, và mình dùng nó rất là tiện lợi. Tại Nha Khoa Thùy Anh thì hiện nay có một cái clip hướng dẫn vệ sinh răng miệng trong quá trình chỉnh nha rất là đầy đủ, mình đã tham khảo rồi, và các bạn nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể search nhé. Thứ sáu ạ, chúng ta có thể hạn chế được những cái cơn đau bằng cách là mình ăn những cái đồ ăn nhỏ và mềm. Có những cái cơn đau điếng người nó đến khi mà bạn vô tình cắn phải cái thứ gì đấy quá cứng. Và để hạn chế cái điều này thì chỉ còn cách là mình phải lựa chọn những cái đồ ăn mềm và mình cắt nhỏ nó ra. Mình thì rất thích ăn những cái thứ hoa quả mềm và rau, những cái thứ đấy thì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Vâng, và tiếp theo ạ, thứ bảy, mình có thể giảm thiểu được những cái cơn đau bằng cách là chườm đá. Sau khi mà bạn đi nhổ răng về ạ, thì mình sẽ cho một ít đá lạnh vào cái khăn và chườm ở phía ngoài. Mình nên cho vào khăn bông bởi vì là hiện tại sau khi nhổ răng, cái vùng môi của mình nó đang rất là tê. Nếu như mình cho trực tiếp và đá vào thì có thể là mình sẽ không có cảm giác, và sau đấy thì vùng da này nó sẽ bị tổn thương, bị ửng đỏ lên. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đập vỡ những cái viên đá nhỏ và chườm trực tiếp vào trong miệng. Khi ấy thì nó cũng giúp mình giảm đi cơn đau rất là nhiều. Bước sang vấn đề thứ 8, vấn đề cuối cùng để giúp bạn giảm những cái cơn đau, đấy chính là kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn trong cả cái quá trình chỉnh nha này, bởi vì thời gian của nó rất là dài, kéo từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Và những cái cơn đau nó đến từ nhiều cái vấn đề khác nhau, từ nhiều những cái khí cụ khác nhau. Và khi đấy thì mình phải kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn vượt qua và tự động viên mình rằng mình phải vượt qua cái vấn đề này, bởi tất cả mọi người có thể làm được thì mình cũng có thể làm được. Trong cái quá trình chỉnh nha này thì cái việc lựa chọn bác sĩ chỉnh nha cho mình cũng là một điều rất là quan trọng. Có nhiều người nghĩ rằng lựa chọn bác sĩ chỉnh nha để thiết kế mới lại một cái nụ cười nó cũng quan trọng như việc bạn lựa chọn một người chồng vậy. Nếu mà lựa chọn sai thì sẽ rắc rối rất là nhiều. Và trên đây là những cái mẹo để vượt qua những cái cơn đau trong quá trình chỉnh nha mà mình đã đúc rút được trong cái thời gian qua. Chúc các bạn sớm hoàn thiện cái quá trình chỉnh nha của mình và sớm có một cái nụ cười xinh đẹp hơn. Nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể alo cho mình sẽ hướng dẫn theo một chút nhé. Xin chào.